Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Dạ vâng, kính thưa quý nhà và thưa anh Hội Sự Nhi, chắc anh cũng biết là sáng nay thì tổng ở phía bên tòa Bạch Ốc cũng đã đưa ra cái gọi là minh bạch hóa, công khai hóa cái bản văn. Cái transcript là bản văn ghi lại những cuộc nói chuyện điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky là Tổng thống của Ukraine. Trong đó thì cũng có ghi rất rõ về cái việc mà Tổng thống Donald Trump có hỏi ông Tổng thống Ukraine, yêu cầu Tổng thống Ukraine liên lạc với lại ông luật sư cá nhân của mình là ông Rudy Giuliani để mà điều tra cái tình người con trai, cái cơ sở thương mại của người con trai của ông Joe Biden, hiện tại là đối thủ chính trị của Tổng thống Trump trong cuộc tranh cử sắp tới đây. Và ông cũng nói rằng là ông William Barr là Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng sẽ liên lạc với ông Tổng thống Ukraine để mà điều tra cái vụ này cho tới nơi tới chốn. Đó là cái bản văn đã ghi như vậy. Thì cho tới bây giờ, thưa anh Hồ Văn Xuân Nhi, anh nghĩ thế nào về cái việc mà ngày hôm qua bà Nancy Pelosi dựa vào cái văn bản này để mà đưa đến cái tuyên bố là chính thức, Hạ viện chính thức đưa đến cái việc mà điều tra luận tội Tổng thống Trump? Dạ vâng, thì thứ nhất thì cái vấn đề này thì tòa Bạch Ốc cũng đã bị áp lực và phải cho ra cái cuộc điện đàm đó. Dạ. Và cuộc điện đàm đó cũng đã có xác nhận là Tổng thống Trump có nói chuyện với Tổng thống Ukraine về vấn đề con trai của cựu phó Tổng thống Joe Biden. Dạ. Và cũng có lời yêu cầu để mà bên kia phải điều tra. Yeah. Thì cái vấn đề nó là ở một cái điểm khá quan trọng nữa là trước đó Tổng thống Trump có ra lệnh ngưng chuyển giao cái tiền viện trợ cho gần 400 Mỹ Kim. 400 triệu Mỹ Kim. 400 triệu Mỹ Kim, cho Ukraine. Thì đó là sẽ là cái vấn đề đó. Thì nếu mà một cái vị tổng thống mà nói chuyện với một lãnh đạo quốc gia khác để yêu cầu điều tra về một cái tội phạm nào đó, yeah, thì nó cũng không có gì là quá đáng. Yeah. Tại vì nếu mà một cái crime mà nó xảy ra mà nó ở một cái cấp cao thì cái sự yêu cầu cũng không có gì đáng, nếu mà chuyện đó là có thật, nó yeah, xảy ra thật. Yeah, vâng. Yeah, nhưng mà nếu mà dùng cái sự viện trợ của chính phủ, dùng cái quan hệ với hai nước, yeah, để áp lực một quốc gia, yeah, phải làm một cái điều mà nó có mục đích chính trị cá nhân, yeah, thì điều đó sẽ là sai. Và nhưng mà riêng tôi thì mình cũng không biết rõ là trong cái luật pháp, những cái khía cạnh pháp lý thì những cái điều đó nó có đủ để truất phế một vị tổng thống chưa, yeah, nó ở cái mức độ đó như thế nào. Thì cái hành động nó có thể là một cái hành động sai, yeah, nhưng mà sai là một cái sự cố tình vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.